Mến chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong buổi tập của ngày tiếp theo cùng với Kim Toàn. Trong chuỗi chuyên đề tập yoga chữa khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp này, thì mỗi ngày Kim Toàn sẽ chia sẻ với các bạn một chút kiến thức về chuyên môn, về dinh dưỡng và về lối sống. Bài ngày hôm nay Kim Toàn sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để có thể chữa được bệnh gù lưng. Ngoài ra thì Kim Toàn sẽ lồng ghép một số chuyên môn khác gắn liền với đời sống hàng ngày nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu tập luôn nhé. Động tác cũng rất là đơn giản này. Nâng hai ổ khớp vai mình lên trên, đan ngón tay dướn thật căng lên. Mỗi một ngày động tác sẽ khó và phức tạp dần lên theo hướng từ trên xuống dưới. Càng tập về phía dưới cuối đấy, chúng ta sẽ tập dần đến chân, lưng, eo và thậm chí cả ngón chân nhá. Thật tĩnh, thật chắc. Bài ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái cách để chữa được bệnh gù. Và cách để chữa bệnh gù thì không có gì là khó cả. Các bạn chỉ cần tập yoga cùng với Kim Toàn thôi. Và cứ lặp đi lặp lại cái chuỗi 30 bài này liên tục nhá. Cứ hết rồi các bạn lại tập lại từ đầu. Và cái điều mà Kim Toàn mong muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đấy, lồng ghép vào nhé, cái chuyên môn mà các bạn đang tập luyện, từ khóa của trải nghiệm ngày hôm nay, đó là kinh nghiệm, trải nghiệm và chiêm nghiệm. Tại sao lại có cái từ khóa như vậy? Liên quan gì đến trong buổi tập, buổi học của ngày hôm nay? Thì đây là một trong những cái câu chuyện mà hàng ngày Kim Toàn quan sát được rất là nhiều ở trong môi trường hoạt động, lao động và làm việc của Kim Toàn. Có thể những cái câu chuyện tương tự như vậy các bạn gặp thấy rất là nhiều. Nhưng nhiều khi chúng ta đứng dưới góc nhìn của một người, một vế, thành ra chúng ta có cái nhìn không thấu đáo hoặc là chưa đủ thấu đáo. Thì Kim Toàn kể cái câu chuyện là hoàn toàn có thật nhé, để các bạn có thể là cùng Kim Toàn chiêm nghiệm. Có nghĩa là chúng ta chưa chắc đã có những trải nghiệm, chưa chắc đã có kinh nghiệm, nhưng chúng ta hoàn toàn có được chiêm nghiệm nhé, thông qua những cái sai lầm của những người trong cuộc. Và ở trong câu chuyện đó thì chúng ta sẽ có những cái chiêm nghiệm đặc biệt để có thể ứng dụng vào đời sống hàng ngày của mình nhé. Rồi kéo hai tay xuống này, vẫn đan tay như vậy nhưng mà kéo xuống nhá. Đồng thời các bạn đẩy cái cùi chỏ về sau, các bạn nhìn Kim Toàn này, đẩy về sau, đúng rồi, căng, đúng rồi, đẩy thật xa hai tay về sau, kéo tay xuống này, đồng thời nhích cái ổ khớp vai lên, nhích lên xong sau đó mới đẩy về sau. Câu chuyện đó như sau. Ở lớp của Kim Toàn dạy apply hàng ngày đấy, thì có một cái trường hợp đó là có một đôi vợ chồng nhá, của học viên, không biết vì lý do gì mà họ, có nghĩa là họ không hạnh phúc và họ ly thân với nhau. Câu chuyện chắc là sẽ có cái hình bóng của ai đó trong đây. Có thể là các bạn không liên quan gì tới các bạn đâu, nhưng các bạn sẽ chắc chắn nhá, sẽ thấy cái hình bóng của ai đó trong đây. Thậm chí là có cả cái hình bóng của mình. Và đôi vợ chồng đó đấy, thì thực sự là Kim Toàn không gặp chồng, chưa gặp chồng bao giờ. Nhưng vợ thì hàng ngày tập ở lớp cùng với Kim Toàn. Và Kim Toàn cảm nhận thấy rằng là đây là một cô gái khá là nhanh nhẹn, xinh đẹp, nhanh nhẹn và hoạt bát, năng động, biết giúp đỡ người khác. Có lẽ là nhìn mọi mặt thì ổn lắm. Tính ra thang điểm 10 thì cô phải được tầm khoảng 7 điểm trở lên, 7-8 điểm trở lên, có nghĩa là ở mức độ khá đấy. Xinh đẹp, dáng dấp tuyệt vời luôn, đi tập yoga. Và sau một thời gian thì cô có một số mối cái quan hệ tình cảm đối với một học viên nhé. Và sau một thời gian họ tương tác tình cảm, yêu đương nhau cũng như là rất nhau đi tập, đúng không? Và nảy sinh tình cảm. Thì trong cái quá trình đó thì mọi người quan sát thì nhận thấy rằng là hai người này thì một người có vợ, một người có chồng. Và vợ chồng của cô gái đó thì ly thân, nhưng mà chỉ là ly thân do miệng cô nói ra thôi, chứ chưa ai biết và cũng chả có ai rảnh để tìm hiểu cả. Nhưng đối với người con trai thì đúng là vợ chồng ly thân thật. Thôi buông tay. Rồi rất là rát, rất là đau đúng không? Rồi tiếp tục nhá. Các bạn này, dùng tay nâng cái ổ khớp háng của mình lên, nhích khóa xiết. Có nghĩa là cô gái đó với chồng thì câu chuyện là hai vợ chồng ly thân, nhưng chỉ là miệng từ cô nói ra thôi, chứ còn mọi người thì chưa kiểm chứng. Nhưng với anh con trai nam giới mà yêu cô ấy đấy thì đúng là vợ chồng ly thân thật. Và sau một thời gian thì trong vòng 2-3 năm nhé, và mọi người cảm thấy rằng là đôi này không phù hợp. Tất nhiên là đấy là quyền lợi của họ, đấy là cuộc sống của họ, chẳng có liên quan gì đến lớp học cả và các bạn cùng học trong lớp cả. Mọi người vẫn vui vẻ chơi với nhau bình thường thôi. Và sau đó thì có một số chuyện xảy ra như sau. Cô gái đó thì sau một cái thời gian mà yêu anh đấy thì tự nhiên lại quay ngoắt 180 độ đi lấy chồng. Cái điều thú vị ở đây là nó thú vị ở chỗ là họ vẫn đang yêu nhau bình thường,
Tuy nhiên chỉ là không hợp thôi. Cô gái đó thì hướng tới các cái lối sống có nghĩa là khá là hiện đại, phóng khoáng. Hiện đại, phóng khoáng. Còn cái anh đấy thì anh lại hướng tới cái lối sống mà giản dị, mộc mạc và hơi có tí chút gì đó gọi là xuề xòa. Thì mọi người nhìn vào chỉ thấy rằng là không phù hợp lắm. Đôi này không yêu, có yêu nhau thì cũng gọi là yêu nhau thôi. Mà cho dù có đến với nhau, có ở với nhau thì có lẽ là cũng chỉ gọi là ổn thôi. Chứ còn phù hợp thì không phù hợp. Nhưng cái câu chuyện thú vị ở chỗ là cô gái đùng cái đi lấy chồng. Đùng cái đang yêu nhau mà đùng cái đi lấy chồng. Thì mọi người cũng chớ ra, chật hỡ ra. Không hiểu tại sao có cái việc gì xảy ra mà nhanh như vậy nhá. Đồng thời thì cái anh đấy thì có lẽ là yêu cô đấy thật. Theo những gì mà chúng tôi quan sát thấy và Kim Toàn quan sát thấy. Thôi, gác chân trái sang bên, vặn người nhá. Rút, đừng có gù cái lưng nhá. Rồi, duỗi tay xuống. Theo Kim Toàn quan sát và các bạn học trong lớp cùng quan sát thì nhận thấy rằng là anh chàng đó, cái anh đấy đúng là anh ấy yêu cô đấy thật. Và có để lại một số những cái, có nghĩa là có những cái hành động và những cái ngôn từ mà chúng tôi đều cảm nhận thấy rằng là đúng là anh ấy yêu cô đấy thật. Ở cái độ tuổi mà, tầm tuổi đó đấy, Kim Toàn sẽ giấu tên và giấu cả tuổi luôn nhá. Ở cái độ tuổi tầm tuổi đó mà thực sự mà để còn yêu được như vậy đấy, thì thực sự là nó quý lắm. Dưới cái góc nhìn của những người tích cực nhá, thì thực sự nhìn thấy là quý lắm, không phải là ai cũng có thể yêu lại được đâu. Có lẽ trước đây thì chúng ta ai cũng đã từng yêu một lần. Và có lẽ thôi, chứ Kim Toàn không dám chắc 100%. Rất nhiều người chưa biết yêu là gì bao giờ nhé. Và sau đó thì anh cũng có nghĩa là cũng khá là đau khổ. Dùng từ đau khổ thì nghe thì có lẽ là không phù hợp lắm. Nhưng mà có lẽ từ đấy là chuẩn nhất, đắt giá nhất. Cũng có cái sự mệt mỏi, căng thẳng, đau khổ theo kiểu đàn ông. Đàn ông nhiều khi thì có người thì đau khổ quá thì trở nên gọi là hơi quẫn. Có một số người thì cảm thấy lụy tình. Gọi lụy tình ấy. Thì trong cái quãng thời gian đó chắc chắn là có những cái tương tác qua lại khác thì mọi người hầu hết là chỉ là quan sát thôi. Tuy nhiên ấy, thì có hai cái điều mà rõ ràng, rõ rệt nhá. Có nghĩa là có hai phe đấy. Cái câu chuyện rất thú vị ở chỗ là có cái hai phe đấy thì cũng không phải là đối địch đối kháng hay là cái gì cả. Có nghĩa là một phe thì ủng hộ anh ấy và một phe thì ủng hộ cô ấy nhá. Rằng là cô ấy là người tuyệt vời, xinh đẹp thế này thế kia. Và cô cần phải như vậy. Có nghĩa là ủng hộ. Đa phần là nữ giới thì sẽ ủng hộ cô ấy. Còn nam giới thì đa phần là sẽ ủng hộ anh ấy. Anh ấy rằng là thôi thì cuộc sống thế này thế nọ kia, vợ cái con cột mà cũng chưa chắc đã có thể mà giúp đỡ cho cuộc sống của mình tốt đẹp và đồng hành được với mình. Chứ nói chi là đến một người gọi là yêu đương nhau, yêu thương nhau thôi nhá. Thì dưới cái góc nhìn của Kim Toàn và những anh chị em tập luyện trong lớp. Thôi buông quay lại, tiếp tục quay thấy cái bàn. Thì mọi người đứng về hai phía. Tuy nhiên hai phía thì rất là rõ ràng nhá. Rồi đẩy lên thấy cái bàn. Hai phía, một phía thì toàn nữ giới thôi, còn một phía thì toàn nam giới thôi. Nhưng đứng dưới góc nhìn tích cực và quan sát thật là rõ nhá, thì Kim Toàn và một vài số người cũng không phải là soi xét hay là xem vào đời tư của người ta, mà chỉ là muốn sử dụng nhá, muốn sử dụng cái câu chuyện của người ta, cái cuộc sống của người ta để có thể phần nào đó ứng dụng vào cuộc sống của mình. Có nghĩa là chúng tôi và bản thân Kim Toàn chưa chắc là đã có kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đây có nghĩa là các bạn đã từng trải qua và đã phải vỡ mồm ở trong cái vấn đề đó rồi thì mới gọi là kinh nghiệm. Còn trải nghiệm thì nhẹ nhàng hơn, có đúng không? Chúng ta có sẵn sàng trả một chút thời gian, một chút tiền để đổi lấy một cái điều gì đó thì đấy là trải nghiệm. Còn chiêm nghiệm nhé, chiêm nghiệm có nghĩa là các bạn đọc cái câu chuyện đó hoặc là các bạn quan sát cái trường hợp, cái câu chuyện đó. Thì ở đây chính xác là có hai phe thì là nam giới và nữ giới đứng về hai phía, nhưng tất cả họ đều có mong muốn là nhìn cái câu chuyện của hai người đó để có thể có được cái chiêm nghiệm hoặc trải nghiệm hoặc kinh nghiệm. Và nam giới thì Kim Toàn để ý quan sát thấy rằng là đa phần là mọi người đứng về cái hướng nhìn tích cực rằng là đấy là cuộc sống và hai anh chị đấy không thể giúp được nhau thì người ta buộc phải có cái sự thay đổi, nương tựa với nhau mà sống. Nhưng bây giờ không thể nương tựa được thì buộc phải là tan nàn sẽ ghé, đúng không? Chứ còn cái trường hợp trước thì có thể nói là rằng là tuyệt vời như vậy mà họ cũng buộc còn phải buông nhau thì chắc chắn là phải có vấn đề rồi. Nhưng mình cũng không bàn sâu vào cái việc đó. Mình chỉ tập trung để quan sát thật rõ nhé. Cái việc tiếp theo nó xảy ra cái chuyện gì. Và rồi đấy, thì đúng là có một số người thì mong muốn câu chuyện nó kết thúc của đó để mọi người còn lao động và làm việc kiếm sống. Cuộc sống mà chỉ là trải nghiệm đến đế thôi, đến thế là đủ rồi.
Có người khuyên rằng anh ấy rằng là thôi yêu thì có lẽ là từ trước giờ chưa được yêu bao giờ, và bây giờ biết yêu rồi thì thôi trải nghiệm như thế là đủ rồi. Bây giờ mình còn có cuộc sống, mình còn có bố mẹ, mình còn có con cái, còn có bản thân mình, và đôi khi lại còn có phải cả có trách nhiệm nữa, thì mình buộc phải làm sao lao động làm việc tiếp chứ. Mình cứ luẩn quẩn và cứ lụy trong cái tình cảm như vậy thì làm sao có thể có cuộc sống tốt đẹp được. Rồi hạ xuống tiếp tục này, co chân phải vào lòng hay là co chân trái nhỉ, các bạn nhớ nhỉ, co chân trái vào lòng, nâng chân phải lên đúng không, chúng ta đổi bên mà. Và có một nhóm phụ nữ đấy thì lại hùa vào rằng là ui giời cái anh này anh không ra gì đúng không, cô gái này cũng mới là tuyệt vời. Nam giới thì hướng tới cái việc là dừng câu chuyện ở đây để còn làm việc khác. Đa phần nam giới là như vậy. Đa phần nam giới là như vậy nhá. Còn đại đa số những người mà Kim Toàn cộng với các bạn ở trong lớp nhìn thấy thì lại hướng tới cái kiểu, hướng tới không phải cái kiểu dùng từ tiêu cực, mà là hướng tới kiểu rằng là hùa vào để động viên cô gái đó là cố gắng lên, làm cái hành động cũng như là cái công việc hay là cái quyết định hay là cái vấn đề mà mình đang dự định đấy, để đi tới nơi tới chốn. Và muốn chứng minh cho xã hội thấy rằng, và muốn chứng minh cho giới đàn ông thấy rằng là mình là một người phụ nữ khỏe mạnh, xinh đẹp và có tiền, có trí tuệ. Mình hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời mình. Mình có thể là không ở với chồng, mình vẫn chăm sóc được con. Và ngoài cái việc là mình có thể yêu người này mà yêu người khác, và mình có quyền lựa chọn những cái người mà mình yêu, mình thích yêu ai thì mình yêu. Có nghĩa là mình còn là người có tiền, mình là người có quyền, mình là người có trí tuệ, có sắc đẹp. Thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn theo cái cách mình muốn. Đó, thì Kim Toàn cũng không dám chắc nhá. Nhưng hầu hết mọi người và bản thân Kim Toàn cũng nhận thấy rằng là có một phe thì mong muốn câu chuyện dừng ở đó và thôi, còn làm việc khác. Còn một phe thì cứ muốn hùa vào và động viên cô gái đó để chứng minh rằng cái điều là cô gái đó là đúng, là tuyệt vời, quyết định hoàn toàn đúng đắn. Và nữ giới đấy là mong muốn cái điều đấy là đa số nhá. Và dưới góc nhìn của đàn ông đấy, dưới góc nhìn của đàn ông, những người đàn ông, thì chúng tôi nhận thấy rằng nhá, hầu hết mọi người không muốn câu chuyện dừng lại ở đó, mà chỉ mong muốn thúc đẩy câu chuyện nó nở rộng ra về mọi hướng, mọi góc cạnh, để xem cái sự, có nghĩa là xem cái sự tiến triển, phát triển nó đến cái mức độ nào, đến cái mức độ nào nhá. Rồi gác cái chân phải của mình sang bên, và cái câu chuyện nó tiến bộ đến cái mức độ nào đó đấy, thế vận người đấy, thì các bạn cũng có thể cùng với Kim Toàn hình dung ra rất là nhiều rồi đúng không. Có thể là cô gái đó tiến tới cái cuộc hôn nhân tốt đẹp, hoặc là cuộc hôn nhân không ra gì, hoặc là nói thật với các bạn nhé, một người phụ nữ mà đã có gia đình, sau đó là bỏ gia đình của mình lại đi tìm kiếm một cái gia đình mới, và trong quá trình tìm kiếm gia đình mới mà chẳng ai là không biết, là yêu hay không yêu là biết ngay, cần hay không cần là biết ngay, mà mình sẵn sàng từ bỏ những cái mối quan hệ mà thực sự là gọi là khá tốt đẹp nhưng mà thiếu. Trong cuộc sống này thì chẳng có cái gì là thừa là thiếu cả, cứ làm sao mình thấy hài lòng, thấy đủ là được, và lựa chọn những cái mối quan hệ mình cảm thấy ổn hơn. Tuy nhiên ấy, thì Kim Toàn có thể nói thẳng với các bạn rằng là để mà có thể tổn thương, tổn thất ở một cuộc chơi rồi, có lẽ là đã có tổn thương, tổn thất nhá, ở một cuộc chơi rồi, và những người đó có lẽ là đã có những cái trải nghiệm, những cái chiêm nghiệm thấm đẫm rồi, và chẳng có mấy người là chết hai lần trên một dòng sông đâu, chết đuối hai lần trên một dòng sông đúng không. Và cái cô đó đấy, cô ấy lựa chọn một sự quyết định, lựa chọn là dựa trên cái cảm tính, cảm quan và cái trí tuệ của cô đó, và muốn tìm kiếm một người đàn ông tốt đẹp hơn. Nhưng hầu hết đàn ông chúng tôi đấy, chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là thực sự mà đàn ông mà đã có vợ rồi, một vài ba vợ rồi, sau lại có con rồi, mà lại còn lụy tình, mà còn phải chăm sóc đàn bà đến mức độ mà như là mới tán tỉnh yêu lần đầu ấy, thì thực sự là hiếm lắm, không nhiều đâu. Ở Hải Phòng bây giờ là năm 2024, trước đây tầm khoảng 20 năm trước, 10 năm, 20 năm trước thì đúng là có những cú lừa rất là ngoại mục tuyệt đỉnh luôn, cũng chính là tình thôi. Các cụ ngày xưa có câu là trai khôn không bằng dồn nó khiển. Kim Toàn nó hơi tục một chút nhưng mà vẫn tránh từ nhá. Trai khôn không bằng dồn nó khiển. Và những cái cú lừa ngoại mục như vậy cách đây khoảng tầm 10 năm trước là hoàn toàn có giá trị. Có giá trị thực sự luôn mà tuyệt vời luôn. Mình xem họ diễn mình thấy nó đời thực lắm, nó vui lắm, thậm chí là nó còn ngạo nghễ luôn cơ. Chiến thắng, những quả chiến thắng ngạo nghễ thật tuyệt vời. Nhưng mà tầm khoảng 5 năm trở lại đây, bây giờ là năm 2024, thì những cái cuộc chơi như vậy ở Hải Phòng con người khôn lắm, không thể lừa được họ đâu. Thậm chí là những chàng trai cô gái có mong muốn gọi là có một chút nhan sắc mà bỏ ra, hay là có những cái sự chăm sóc yêu thương gì đó mà nhằm có một mục đích rõ ràng,
thì thường là sẽ bị lỗ là hơn, bị lỗ là nhiều. Đa phần là sẽ bị lỗ là nhiều nhá. Và thực sự là đúng là sau khi đấy, cái thời gian trôi qua thì đúng là thời gian đã chứng minh tất cả. Cái anh mà anh ấy lấy cô đấy thì đúng thực là đít làm bằng da lừa. Đít làm bằng da lừa thì đây là cái câu, cái từ khóa mà người Hải Phòng chuyện trò vui với nhau thôi. Có nghĩa là cái anh mà anh ấy muốn lấy cô ấy là anh ấy cũng muốn lợi dụng cô ấy và tiến tới những cái cuộc hôn nhân đó có nhằm cái mục đích là để không chỉ là để nương tựa vào nhau mà sống, mà là để làm sao lợi dụng kinh tế, đoạt bẻ kinh tế của nhau. Có rất nhiều cuộc hôn nhân là như vậy nhá. Và thường những cuộc hôn nhân lần thứ 2, thứ 3, thứ N đều là như vậy. Tại sao Kim Toàn lại mong muốn kể cái câu chuyện này? Tại vì những cái câu chuyện dạng như này đấy, nó không có nhiều ở trong đời sống hàng ngày đâu. Nhiều khi chúng ta đúng thật sự là nhìn theo cái mặt tích cực ấy, thì là mình làm sao mình quan sát để mình rút kinh nghiệm. Nhưng để cái câu chuyện nó tiến bộ theo cái hướng mình muốn ấy, là cần phải có sự thúc đẩy. Và thực sự thì bản thân Kim Toàn và những người bạn đồng hành cũng như là học viên trong lớp đều nhìn thấy trước tất cả mọi vấn đề. Thôi buông, dưới chân phải sang ngang. Vấn đề đó như thế nào ra làm sao? Giả thiết nhá, tay đang ngầm vai nghiêng người. Giả thiết này, câu chuyện nó dừng ở đó thôi. Câu chuyện nó chỉ dừng lại ở đó. Thì người nam giới mà cái anh mà anh yêu cái chị đấy, chỉ là yêu thôi nhá, thì sẽ dừng lại và đi tìm kiếm một cái cuộc sống nó phù hợp hơn. Và cô gái đó trong trường hợp mà được khuyên nhủ thì đôi khi là cái lần đầu của mình đã lỡ rồi, thì cái lần thứ hai đến với anh ấy thì sẽ hợp lý và phù hợp hơn. Hoặc có thể là chưa phù hợp thì cần phải có sự bàn bạc để có thể tiến tới sự phù hợp hơn. Hoặc cũng có thể thay đổi, nhưng mà thay đổi với cái mục tiêu, mục đích nó làm sao nó tuyệt vời một chút. Chứ không phải là đến với nhau vì những thứ không cần thiết và không đáng, để rồi lại mất nhau vì những cái thứ không đáng. Và thực sự đấy, để có thể xem được cái câu chuyện nó diễn tới cái mức độ đó đấy, thì phải cần có những cái người gọi là đạo diễn. Và những cái người đạo diễn đấy đôi khi lại là những cái người bạn rất là thân và đáng yêu của cô đấy, hoặc là của anh đấy. Làm sao tô màu, vẽ thêm màu vào, làm sao để cường điệu hóa vấn đề lên, để động viên cho diễn viên diễn hay lên, nhằm mục đích là để mình xem cái bộ phim đấy nó kéo dài đến đâu và nó tiến triển, nó kết thúc như nào ra làm sao. Và kết quả của cái bộ phim đấy thì chắc là các bạn cũng đều như Kim Toàn thôi, nhìn thấy ngay ra ngay mà. Đến cả vợ cái con cột, đầu gối tay ấp, đồng hành với nhúc với nhau từ cái khi mà còn cực kỳ là khó khăn, mà còn không thể nương tựa vào nhau. Vậy thì những cái tình yêu đó chắc chắn là có mục tiêu, mục đích. Nếu như mình chấp nhận và mình cung cấp được điều đó thì chắc chắn là sự bền vững là có. Còn bền vững đến bao giờ thì chúng ta không biết nhé. Và trong trường hợp không đáp ứng được những cái mục tiêu, mục đích đó thì chắc chắn là sẽ tan vỡ. Và tan vỡ nhanh hay chậm là cũng tùy vào cái mục tiêu có đạt được hay không, đúng không? Hoặc là đã đủ mục tiêu rồi, chỉ cần một vài ba năm thôi, lần đầu mà lấy mà bỏ thì hơi khó, nhưng lần hai lấy mà bỏ thì dễ quá. Lần thứ ba, lần thứ bốn, lần thứ năm thì đơn giản mà. Nhiều bà rách rời rơi xuống thì Kim Toàn nhớ gần đây trên mạng xã hội có một bà tên là Kim Toàn, không tiện nói tên ra ai, đúng không? Vì người ta khóa kênh của mình thì sao, đúng không? Người ta cũng có thể 5-7 đời chồng nhưng mà người ta vẫn làm việc này, việc nọ, việc kia, đúng không? Vẫn tốt, người ta chuyển động, người ta chủ động để có thể làm chủ cuộc sống người ta. Thôi lên. Thì đó là những cái trường hợp tuyệt vời đặc biệt. Tuyệt vời đặc biệt nhé. Nhưng mà nương tựa, thôi đổi bên nhá, nghiêng người, lại nhằm một cái mục tiêu gì đó nhưng không đạt được, thì chắc chắn là cái giá phải trả cho tất cả đều phải trả nhé. Và đúng là những cái người đạo diễn ấy là mới là những cái người tuyệt vời nhất. Vì họ là những cái người gì ạ? Chỉ chờ có một chút làm sao đống lửa nho nhỏ thôi, và họ đốt cái đống lửa đó, thổi oxy, thổi gió vào để làm sao để cái đống lửa đó cháy bùng lên như đống rơm đấy. Và những người như Kim Toàn và những người bạn bè nhá, thì biết rất rõ cái điều đó. Mặc dù bây giờ Kim Toàn lấy ví dụ nhá, cô đấy cô muốn làm những việc đó thì phải có người động viên, đạo diễn mà. Và đạo diễn ấy còn phải bơm vào, thôi ghi là còn phải bơm ngôn từ, bơm lời nói, rồi là bơm cả kinh tế nữa. Khi mà chúng ta đã đầy đủ kinh tế rồi thì chúng ta có sẵn sàng bỏ một chút chi phí để xem những bộ phim như vậy. Các bạn cũng vậy thôi. Các bạn có thể sẵn sàng giúp đỡ một ai đó 5, 3, 10, vài ba chục triệu, vài ba trăm triệu để xem cái cuộc sống, cái sự phát triển của người ta theo cái hướng tích cực hoặc là tiêu cực nhá. Thì ở đây đấy, những bạn bè của cô đấy là hỗ trợ cô bằng cách là thổi những cái đốm lửa nho nhỏ để cái câu chuyện của cô ấy tiêu cực lên. Và kết quả cuối cùng là nhằm cái mục tiêu để xem cái câu chuyện của cô ấy, sử dụng cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm của cô ấy để mình có thể chiêm nghiệm được. Và đôi khi là để làm sao
Đấy, ông nhìn thấy chưa? Ông nhìn thấy chưa? Cái con đấy, cái thằng đấy, chúng nó thế này thế nọ thế kia, tưởng là tuyệt vời lắm, rồi sau đó tất cả đều lừa nhau. Bản thân mình không có trải nghiệm, không có kinh nghiệm, nhưng mình hoàn toàn có thể lấy trải nghiệm và kinh nghiệm của người khác chuyển thành chiêm nghiệm của mình, đúng không? Để mình nhận thấy rằng là à, cái cuộc chơi đó, cái giá phải trả cho cuộc chơi đó thực sự là không đáng. Thì toàn bộ cái câu chuyện từ nãy đến giờ đấy, Kim Toàn mong muốn chia sẻ với các bạn thật là ngắn gọn nhé. Đó là ai cũng có trải nghiệm, ai cũng có kinh nghiệm, nhưng có người cái trải nghiệm và kinh nghiệm của họ có cái sự tổn thất nhỏ xíu à, đủ để họ hiểu vấn đề. Và đấy mới thực sự là những người trí tuệ. Họ sử dụng trải nghiệm và kinh nghiệm của người khác để chuyển tải thành chiêm nghiệm của bản thân. Đó, thì họ tối thiểu và giảm tối ưu, tối đa tất cả những tổn thất, kể cả về mặt tài chính, tình cảm, sức khỏe, có đúng không? Còn những người mà cậy mình, cậy mày, khỏe mạnh hay là gì như nào ra làm sao, thì cái giá phải trả cho họ thực sự là quá lớn. Và ứng dụng vào mọi khía cạnh đời sống nhé. Ứng dụng vào mọi khía cạnh đời sống. Câu chuyện thì chắc chắn là Kim Toàn kể từ nãy giờ thì có bạn nhiều hiểu rồi. Đại ý là có hai anh chị đều ly thân, hai anh chị yêu nhau nhưng đều ly thân vợ, ly thân chồng. Và họ đến với nhau, họ yêu nhau rất là tuyệt vời. Mọi người cảm thấy rất là ok, tuyệt vời. Và đùng một cái thì cô đấy, cô đi lấy chồng. Và cái anh yêu cô đấy thì anh quay ra bị trầm cảm, bị đau khổ, bị gì gì đó. Nhưng kết quả cuối cùng thì cái cô đấy, cô đi lấy cái anh kia, thì anh kia anh cũng lừa cô đấy. Anh cũng lừa cô đấy nhá. Nhưng cái câu chuyện đây là đạo diễn từ hai phía. Đạo diễn ở phía của anh nam giới này thì khuyên nhủ anh rằng là thôi, cái cuộc chơi đến như vậy nó đủ rồi, thôi dừng, làm ăn đi, chăm sóc người thân người yêu trong gia đình và bản thân, thôi thế thôi, thì câu chuyện sẽ kết thúc có hậu, đúng không? Còn một nhóm đạo diễn khác, đa số là gì nhỉ? Nữ nhá, là sẽ động viên cô ấy để thổi lửa vào cho cái đống rơm nó cháy to lên, và sử dụng cái câu chuyện của cô đấy, sử dụng cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm của cô đấy để răn đe giáo dục chồng con của mình, rồi đặt tay vào hông. Và những cái đạo diễn đấy đấy, rồi xoay người sang bên phải nhá, thì có rắn dựng hai chân nâng cao vai lên. Trong cái nhóm đạo diễn đấy thì bản thân Kim Toàn và những người bạn cùng chơi với nhau đấy, quan sát thấy rằng là có rất nhiều người đi tu nhá, tập những cái khóa tu, có rất nhiều người tập những khóa tu, có rất nhiều người trải nghiệm những khóa thiền. Vậy mà tất nhiên là quyền của họ, họ thích làm người như thế nào là cái quyền của họ. Nhưng khi tất cả chúng ta biết một điều rằng là mình thổi một cái đốm lửa nhỏ như vậy và cái đốm lửa đó cháy to lên như vậy, vậy thì cái kết quả cuối cùng là cô ấy sẽ tổn thương. Cái cô đây là sẽ là người mất mát nhiều nhất, mất chồng, mất danh dự, mất người yêu, và cuối cùng là mất cả những cái toan tính của mình, những cái dự định toan tính của mình, mất cả bạn bè. Nhưng mình vẫn không biết, không ai yêu thương mình, không ai giúp đỡ chia sẻ mình, toàn người hùa vào xúi cho mình chết thôi, có đúng không? Và những cái người đấy là những cái người bạn thân của cô ấy, bạn thân của cô ấy. Kim Toàn không phải là một người dè biểu nữ giới hay là có cái góc nhìn, đây chỉ là câu chuyện hoàn toàn có thực nhá. Nâng cao vai lên, và Kim Toàn quan sát rằng là ở trong nhóm đấy có rất nhiều người thực sự là rất là tốt, nhẹ nhàng đi, nhẹ nói khẽ, cười tươi, duyên dáng cực kỳ luôn, học các khóa tập tu và tập thiền, thở dài. Những người như Kim Toàn, anh em bạn bè có độ tuổi cùng trang lứa, thở dài vì sao? Họ ác thật, họ ghê thật, phải nói rằng là thâm thật. Mặc dù rất là tốt đẹp tuyệt vời, nhưng mà lại đi xúi dục nhé, và thêm dầu vào lửa để cái câu chuyện của một người bạn mình như vậy nó tuyệt tuyệt ra, để rồi mình lấy cái câu chuyện đó mình giáo dục và răn đe ra mình, gia đình của mình. Vậy thì cái việc mà mình đi tu với cả mình tập thiền ấy chỉ là làm sao làm tăng thêm cái lớp phấn, cái lớp vỏ ở trên cơ thể da thịt của mình để che giấu đi cái con quỷ trong người mình. Thì đây là cái cảm xúc của Kim Toàn muốn truyền tải một chút cảm xúc ra ngoài để làm sao cái câu chuyện mang cái màu sắc cá nhân một chút nó mới thú vị. Thôi tiếp tục này, thế con mèo nhá, bệnh gù này, nhưng mà chúng ta trùng tay, đúng rồi, đẩy cái mông lên này, uốn cong cuộc sống, được rồi, giữ tĩnh nhá, càng tĩnh càng tốt, càng căng càng tốt, bẻ cong toàn bộ các đốt sống của mình lên trên, thật tĩnh nhá. Và đúng là câu chuyện kết thúc đúng như Kim Toàn chia sẻ với các bạn, cuối cùng là chồng của cô gái đó, chồng đầu ấy, thì đi lấy vợ, còn cái anh kia, cái anh người yêu ấy, thì cũng đi lấy vợ, còn cô ấy thì đi lấy chồng.
nhưng cuối cùng thì bỏ chồng và toàn bộ những cái toan tính của mình là hỏng hết, bao gồm cả vật chất và tinh thần. Vậy thì người cuối cùng thiệt thòi nhất ấy lại là cô gái đấy. Cô gái đấy nhá. Và những cái câu chuyện tương tự như vậy có rất là nhiều trong cuộc sống, có thể là từ anh nam giới, cũng có thể là từ cô gái ấy. Kim Toàn vẫn còn một câu chuyện tương tự như vậy mà từ chàng trai nhá. Tương tự luôn nhưng mà lại là từ một người nam giới. Ý gì không sai một chút nào cả. Đó. Và đấy chính là trải nghiệm và kinh nghiệm tổn thương tổn thất của con người đó. Nhưng có rất nhiều người thì muốn dựa vào những câu chuyện hoàn toàn có thực như vậy để có thể có được chiêm nghiệm. Thì cũng giống như khi các bạn tập luyện yoga cùng với Kim Toàn ấy, các bạn muốn sử dụng cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, cái chiêm nghiệm của Kim Toàn cộng với rất nhiều người chuyên gia khác và bệnh nhân khác để xử lý vấn đề của các bạn sớm, hay là các bạn muốn chờ đến khi các bạn có kinh nghiệm, ôi tôi bị thoát vị rồi, đúng không? Và tôi đi chữa nó đỡ rồi, tôi có kinh nghiệm trong vấn đề này rồi. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng nhá. Là cái giá phải trả là các bạn phải đau, phải mỏi, phải tốn tiền, phải mất thời gian. Nhưng khỏi được hay không mới là vấn đề. Không bao giờ khỏi được. Kim Toàn khẳng định các bạn luôn. Các bạn có tiền núi, đúng không? Trừ khi... Rồi hạ xuống thấy con mèo đầy đủ rồi. Đúng không ạ? Hạ xuống nhá. Trừ khi cái tình trạng của các bạn không quá nặng, không quá nặng nhá. Đồng thời các bạn chữa trị nghiêm túc và sớm, chứ các bạn cứ để lặp đi lặp lại thoát vị, hoặc là thái hóa đốt sống cổ, thoát vị đốt sống cổ, thoát vị đốt thắt lưng, hoặc đơn giản chỉ là giãn dây chằng khớp vai, hay giãn cái dây chằng cổ chân, hay viêm khớp háng, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, kể cả bệnh đau dạ dày nhá, và cuối cùng trở thành bệnh mãn tính và không bao giờ chữa được, đúng không ạ? Không chữa được đã thành mãn tính là làm sao phải chấp nhận sống chung với bệnh đó. Và hầu hết tất cả những bệnh xương khớp ấy thì đều là bệnh mãn tính hết, có đúng không? Các bạn lưu ý nhá. Vậy thì bây giờ các bạn có đủ tự tin, đủ sức khỏe, đủ trí tuệ, đủ cái gì ạ? Ý chí, lý trí để có thể sẵn sàng đương đầu trải nghiệm, để có kinh nghiệm tổn thương xương khớp, tổn thương bệnh tật, để rồi sau đó đi chữa bệnh, tốn tiền, tốn thời gian, đau vào người, và tự hào, tự tin rằng tôi đã trải qua vấn đề này rồi. Các bạn không biết gì đâu, tôi có chuyên môn rồi, đúng không? Các bạn làm như thế là sai rồi. Và rồi thì tất cả đều mất, có đúng không? Chúng ta mất, người thân của chúng ta cũng mất thời gian, mất tiền. Và rồi bệnh của chúng ta trở thành bệnh mãn tính. Thôi, duỗi dài người về trước này, nằm sấp, hai tay nhá, móc chân, móc tay vào nhau, động tác rất quen thuộc. Lên, thế con thuyền, thẳng căng. Trước chúng ta tập động tác này rồi đúng không? Các bạn muốn đỡ gù lưng không? Thì phải tập cùng với Kim Toàn đúng không? Và bệnh gù lưng nói chung và tất cả các bệnh liên quan đến cột sống nói riêng, từng bệnh một nhá, có thể là bệnh gù lưng tôm hoặc là bệnh gù lưng. Bệnh gù lưng ngày xưa các cụ hay còn gọi là bà còng ấy, ông còng bà còng ngồi lâu quá là gù cột sống xuống. Còn bây giờ không đến mức độ gù như vậy nhưng mà chúng ta bị gù gù nhiều nhiều theo cái kiểu giống như là vai rất là to, lưng gù ấy thì nhiều vô cùng luôn. Ở đâu đó nhá, xung quanh đời sống hàng ngày của chúng ta, hàng xóm láng giềng, anh em bạn bè, ở đâu cũng có người gù gù cái lưng, đúng không? Và hầu hết mọi người là sẵn sàng. Làm sao nhỉ? Ôi chị đẹp lắm, chị tuyệt vời lắm, dáng chị dạo này đẹp thế nhỉ, da sáng thế nhỉ. Xong rồi khen nhau, xong rồi làm sao? Nói lời có cánh, lời tích cực. Thì buổi trước Kim Toàn có chia sẻ với các bạn rồi, tại sao Kim Toàn lại toàn nói những cái chuyện tiêu cực thôi, và những cái câu làm sao cũng khó nghe, xấu, đúng không? Tại vì đấy là cái công việc của Kim Toàn, đấy là cái trách nhiệm của Kim Toàn, phải nói ra những cái điều không tốt đẹp và những cái điều xấu xa, cũng như là cái điều không tích cực, để làm sao nhỉ? Để các bạn nhìn vào đó để mà sửa, để mà tự chữa, có đúng không? Chứ không phải nói những câu tích cực, ôi chị dáng chị đẹp thế, thân chị rất là tuyệt vời. Những cái lời có cánh như vậy thì làm sao? Làm cho chúng ta tưởng lầm và đúng là đổ dầu vào lửa nhá. Thôi hạ xuống. Tiếp tục này, tay chống ngang eo thì con rắn úp mu bàn chân. Nâng lên người lên. Ai đó mà cứ gặp Kim Toàn nhá, là Kim Toàn sẽ phải nhìn ra những cái điểm xấu, chê luôn, và nhìn ra những cái điểm đẹp, khen. Có nghĩa là khen thật và chê thật. Mình chả có ngại cái chuyện là va chạm, tại vì cái vị thế của mình là được quyền nói như vậy, có đúng không? Chứ không phải là Kim Toàn là mấy chị em phụ nữ nhá. Kim Toàn là đàn ông, đúng không? Dám nghĩ, dám làm và nói thẳng, nói thật.
chứ không phải là sợ xung đột, sợ va chạm và nói những lời có cánh. Mặc dù bản thân mình biết rằng là nói những lời có cánh như vậy đấy thì lại vô tình tạo ra một cái nhân độc hại. Cái nhân độc hại rất là nguy hiểm nhá, đúng không? Từ đó làm sao ạ? Làm cho các bạn hiểu sai. Và khi hiểu sai thì chúng ta sẽ có những cái hành động sai, có đúng không? Thật tĩnh nhá, thật chắc. Rồi dựng hai bàn chân, nâng người lên, cho giúp mình đè về. Thật thoải mái nhá. Căng, ép sâu cái vai của mình xuống này. Căng sâu cái vai của mình xuống. Căng, ép sâu vai xuống. Và để có thể nhá, vượt qua được tất cả những cái tình trạng tồi tệ của mình, từ thể chất, sức khỏe, sắc đẹp, thậm chí là cả cảm xúc và tài chính, thì thay vì chúng ta chỉ nhìn vào những cái điều tích cực và che giấu hoặc không nói ra những cái điều tiêu cực, thì cái cách giao tiếp và tương tác như vậy đấy là nhằm một cái mục đích, mục tiêu chỉ đơn giản là cho cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng, an lành hơn thôi. Nhưng ngoài ra đấy, có một số người thì tận dụng những cái cơ hội, những cái câu chuyện như vậy để thêm dầu vào lửa và đứng ở ngoài quan sát, xem cho nó vui, đúng không? Xem cho nó rực rỡ. Để làm sao? Để có thể kè, để có thể dè bỉu, để có thể nói xấu. Tất nhiên là họ không nói xấu trước mặt chúng ta, mà họ nói xấu ở gia đình của họ nhá. Thật tĩnh, thật căng, thật chắc. Rồi giữ thẳng người ra, bước hai chân lên, đàn tay thế càng duỗi. Rồi yên tĩnh nhá, không nói gì, thật yên tĩnh. Căng, chắc, chặt chẽ, viết, vít, siết. Các bạn có muốn cái vai của mình nó đỡ bị gù không? Ép sâu xuống. Các cụ có câu là nhất dáng nhì ra. Cái dáng của các bạn mà đẹp ấy thì ai nhìn thấy cũng ồ lên thôi, chẳng cần phải khen cũng biết là đẹp. Còn cái dáng của mình đã không đẹp thì nghe những cái lời khen có cánh ấy chỉ là làm sao? Những cái liều thuốc độc hại. Không những không giúp cho các bạn có cái góc nhìn thực tế, mà chỉ giúp cho các bạn làm sao? Trở lên tồi tệ hơn thôi. Và hàng ngày thì đúng là tổng kết lại nhá, hàng ngày đấy, theo cái sự quan sát Kim Toàn đấy, thì chỉ có một số lượng rất ít những người dám nói nên những cái sự thật. Vì sự thật mất lòng mà. Tìm kiếm sự thật để làm gì? Để mệt mỏi thêm cho bản thân mình, thậm chí là còn đem đến cả sự mệt mỏi cho người khác. Nhưng nếu như mình chỉ nhìn vào cái điều tiêu cực đó thì cuộc sống sẽ không bao giờ tìm được các cái phương pháp, những cái giải pháp để có thể thay đổi những cái điều tiêu cực, điều xấu đó. Vậy thì cái cách duy nhất là phải gạch cái đầu dòng ra và có cái lộ trình để từ từ từng bước giải quyết và thay đổi những cái điều tiêu cực đó, thì để có thể giúp các bạn chữa khỏi hoàn toàn tất cả các bệnh xương khớp nhé. Thì cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, các bạn tập luyện cùng với Kim Toàn, tập từng bài một, và cứ hết rồi chúng ta lại lặp lại, hết rồi chúng ta mới lặp lại. Đừng bao giờ tập bài giữa chừng 5, 7, 3, 10 xong lại quay lại một, hoặc sau đó là dành buổi nào thì tập buổi đó. Làm gì có cái chuyện là dỗi buổi nào thì tập buổi đó. Chúng ta phải tập tuần tự từ bài 1 cho đến bài cuối thì mới có thể thấu hiểu được triệt để các cái phương pháp, các cái công cụ và giải pháp đến từ yoga, có đúng không? Thôi buông tay, chống hai tay vào đầu gối, ngồi xuống, thế anh hùng quỳ nhá. Trở về tư thế mà chúng ta rất là quen thuộc, khép hai chân lại với nhau. Rồi, đan 10 ngón tay vào nhau, bẻ cong cột sống về trước. Nâng cao hai tay vai lên càng rát càng tốt. Căng, tĩnh, chắc, rát. Căng, tĩnh, chắc, rát. Rồi. Vậy thì Kim Toàn tổng kết lại toàn bộ những cái sự chia sẻ và bài tập của ngày hôm nay nhé. Mục đích ấy, của bài tập ngày hôm nay là chúng ta cùng nhau tìm hiểu các cái động tác yoga để chữa được bệnh gù, có đúng không? Ngoài ra thì các bạn vừa được nghe Kim Toàn kể một câu chuyện, và câu chuyện đấy chỉ gói gọn trong một cái điều ngắn gọn thôi, một câu ngắn gọn thì chính xác hơn, đó là trải nghiệm, kinh nghiệm và chiêm nghiệm. Trải nghiệm có nghĩa là các bạn chạm tới một vấn đề gì đó, có thể là vui hoặc có thể là không vui. Giống như các bạn đi du lịch đấy, thì các bạn đâu nhất thiết phải chuyển nhà đến cái vùng đó để ở đâu. Các bạn có thể ở đó một vài ba ngày, giống như đi du lịch, để thăm thú cảnh đẹp, ăn những món ngon và tìm hiểu các cái văn hóa đời sống của dân địa phương, bản địa, đúng không?
thì chúng ta không cần phải chuyển nhà đến mua căn nhà đấy, mà chúng ta vẫn có thể có được tất cả những cái trải nghiệm ở đó. Thì đấy là trải nghiệm nhá. Và cái chi phí bỏ ra rất là nhỏ và cũng rất là vui vẻ. Thứ hai là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là các bạn phải làm sao? Các bạn phải có thực sự là ở cái nơi đó, có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả một kiếp người, thì các bạn mới tìm hiểu được những cái khó khăn, những cái thuận lợi. Thậm chí là ở bất kỳ đâu, kể cả là thiên đường, hay kể cả là những cái quốc gia phát triển rất là tuyệt vời, hay là trong những căn nhà rất là nguy nga tráng lệ, hay chỉ đơn giản là ở trong hang đá thôi, nhà đất, nhà bùn thôi, thì cũng đều có những niềm vui và nỗi buồn. Và cái kinh nghiệm mà chúng ta ở trong đó thì chúng ta mới biết. Các cụ có câu là ở trong chăn thì mới biết chăn có giận, có đúng không? Thôi buông tay, tiếp tục này. Lại đan 10 ngón tay với nhau, nâng cao vai lên, chữa gù mà. Rồi cố gắng đẩy xa hai tay mình về sau đầu nhá. Nâng cao cái vai lên rồi này. Đúng rồi, đẩy hai tay về sau đầu. Đúng rồi, càng xa càng tốt. Thẳng căng cánh tay là càng rát càng tốt. Muốn bớt gù không? Thì phải tập đúng không? Và thực sự là để có được cái kinh nghiệm như vậy thì cái giá phải trả là quá lớn, lớn vô cùng luôn. Và cuối cùng là chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm là giống như những người thích đọc sách ấy. Các bạn đọc sách, các bạn xem phim, các bạn nghe một ai đó người ta kể một câu chuyện về cuộc đời, về cái hành trình của người ta, về cái tổn thương hoặc là về cái gì ạ, cái sự vui sướng của người ta. Và từ đó thì mình lựa chọn những cái câu chuyện, những cái câu chuyện đó, những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của những con người đó để ứng dụng vào cái cơ thể đời sống của mình, làm sao cho phù hợp nhất. Các cụ có câu là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, đúng không? Bản thân chúng ta có những cái xuất phát điểm mà không tuyệt vời, không có những cái nguồn lực tuyệt vời, những cái thời điểm tuyệt vời để hỗ trợ, thì chúng ta phải tận dụng triệt để những cái nguồn lực sẵn có và những cái cơ hội sẵn có hoặc là sắp có để có thể đột phá lên những cái tầng cao mới, từ sức khỏe, trí tuệ cho đến tài chính. Chứ không phải cứ thấy người ta ăn khoai thì vác mai đi đào, nhà mình thì chỉ có vậy thôi, nhưng mình lại cố gắng trèo cao, dẫn tới làm sao? Tổn thương. Và ngay cả những cái bạn đang tập yoga cùng với Kim Toàn nhá, rất nhiều bạn hướng tới cái dòng yoga là phá vỡ những cái giới hạn của cơ thể. Ví dụ như là tập, nhưng mà tập thật mạnh, tập thật quyết liệt, tập thật khủng khiếp vào, để làm sao có những cái bài tập thật là ghê gớm, thật là khiếp đảm. Rồi hạ tay xuống này, kéo kéo đẩy hai tay vai về sau đầu. Và cái giá phải trả là các bạn bị tổn thương cơ thể, bị hỏng xương khớp. Rất rất nhiều người, năm nay là 2024 nhá, Kim Toàn nhớ cách đây tầm khoảng 15 năm trước, có cái phong trào tập yoga là handstand. Handstand gọi là trồng chuối bằng tay đấy. Backbend là ngả sau. Ngả sau là cứ ngả đằng sau, ngả càng nhiều tốt. Xong rồi đó đến là vặn xoắn, noni. Xong rồi mở khớp háng, mở khớp vai. Toàn những động tác trông như siếc, như ma, như quỷ. Thậm chí trông hơi dị dạng, quái dị, giống phim kinh dị đấy. Người ta có cảm giác như là phải phá vỡ giới hạn cơ thể, và để đạt được những điều đó thì mới cảm thấy rằng là mình hơn người. Mình không phải là một con người, có lẽ là mình bước đến cái ngưỡng sức khỏe của một vị thần, đúng không? Và đúng là có người thì đạt được những cái điều đó, nhưng với điều kiện nhé, là phải có cái nền tảng tập luyện từ rất là sớm, có lẽ là từ 5, 7, 10 tuổi đã tập rồi. Rồi buông tay, tiếp tục này. Nghiêng người duỗi hai chân về trước, thế càng duỗi, một tay túm hai ngón chân lách lách lựa lựa nhá, rút dài, được chưa? Căng, chắc, khóa, kéo căng lại, tĩnh. Còn cứ đùng một cái, tự nhiên tìm đến yoga vì mình thấy mình nó dẻo dẻo, nó phù hợp, nó có năng khiếu. Và thấy người ta tập thì mình cũng tập. Và rồi cái giá phải trả là vô cùng khủng khiếp. Tầm khoảng 10-15 năm trước ấy, thì cái nền tảng sức khỏe, mặt bằng chung của dân số Việt Nam trên toàn quốc nhá, là rất là thấp. Mặt bằng sức khỏe rất thấp. Các bạn cứ nhìn mà xem, cách đây tầm khoảng 20-30 năm trước ấy, người xinh đẹp đếm trên đầu ngón tay, không có nhiều đâu. Cả cái khu vực chúng ta sinh sống chắc chỉ có 1-2 người thôi, một vài ba người thôi. Nhưng đến bây giờ năm 2024 nhìn đâu cũng thấy người đẹp, đúng không? Da dẻ thì sáng sủa, vóc dáng thì làm sao thon thả, đúng không? Tóc tai thì óng ngả, răng nợ thì làm sao cũng rất là trắng sáng. Có nghĩa là cách đây tầm khoảng 20 năm trước người đẹp không có nhiều. Vì làm sao? Thời kỳ đó, chu kỳ đó xã hội vẫn còn khó khăn, lấy đâu ra nhiều người đẹp như vậy? Trẻ con bây giờ nó cứ ăn uống đủ chất, nó cứ cao lớn phỏng phao trông xinh, nó dễ thương lắm. Còn người ngày xưa chắc chỉ đẹp được vài ba năm thôi. Còn sau đó sinh lở hoặc là đi làm, lao động nó quá sức, dẫn tới là kiệt lực. Trông nó có lom nhom, lem nhem, trông nó cũng khổ, tội thế nào đấy. Trông nó khô, nó cằn, chứ nó không tươi mát như bây giờ, có đúng không? Vậy thì cái nền tảng sức khỏe của ngày trước khác nhé, và của bây giờ khác. Dẫn tới là các bạn sử dụng lý trí của mình, ý chí của mình
cái sự gọi là cố gắng nỗ lực của mình để có thể phá vỡ giới hạn cơ thể của mình, nhưng lại không cung cấp đủ những cái nguyên liệu. Thôi nhổm dậy, có hai chân nhá, một chút xíu thôi, tay đưa xa là sao rồi, chùm cái khuỷu tay xuống, nhích nhích này, các bạn có thấy rằng là cái khuỷu tay chùm không? Đây là động tác cuối nhá. Nhưng cái mông của mình ấy thì lại cách sàn lên khoảng tầm 5 cm, rất là rát rát rồi rình một tí, rất là rát ở cái khớp vai nó. Và họ trải nghiệm, họ chiêm nghiệm và họ kinh nghiệm trong quá trình tập yoga. Cái giá phải trả cuối cùng là tổn thương cơ thể, có thể là làm sao thoát vị đó, thắt lưng. Bình thường là đúng là lợn lành tập thành lợn què, bình thường mình khỏe mạnh cũng sao, nhưng tập để làm gì, ngả sau hết cỡ, chả làm gì cả, chỉ để dụng khớp thôi. Trồng chuối là làm nó rắc cho cái thế là vẹo cổ, thế cuối cùng làm sao, đời sống thực vật. Thế vậy thì đi tập làm gì, đáng lẽ không tập thì còn người tập xong rồi lại thành giống dở, giống ma giống quỷ. Tương tự như vậy nhá, ở mọi khía cạnh đời sống, kinh tế, tình cảm, nghề, đúng không, các mối quan hệ xã hội, có những cái trải nghiệm chúng ta sẵn sàng phải trả để tiền để có được cái trải nghiệm đó. Chúng ta có những cái chiêm nghiệm, đúng không, mà không phải trả một cái giá quá lớn, không phải cần có sự tổn thất lớn để có thể hòa mình trong đó. Và để làm được điều đó, cách duy nhất là tu. Không có cái gì hay hơn tu cả. Đến nhà Phật cũng còn có câu rằng là tôi là Phật và chúng sinh là những người sắp thành Phật. Và để làm được điều đó, cách duy nhất là tu. Tu ở đây chính là sửa những cái lỗi của mình mắc phải từ khi mình chưa kịp làm cái lỗi đó, chứ không phải chờ có lỗi rồi mới sửa đâu nhá. Thôi nhổm dậy, rồi xoay lại, tay nâng ngang vai, lắc lư cái lưng một chút. Chúng ta hoàn toàn có thể có được cái sự trải nghiệm, kinh nghiệm và chiêm nghiệm từ những người đi trước, cái tổn thất của những người đi trước. Kim Toàn lấy một vài cái ví dụ ngắn gọn luôn nhá. Giả thiết bây giờ đất nước chúng ta chưa từng động đất mấy, có đúng không? Nhưng nhờ vào những cái công trình xây dựng tiên tiến mà chúng ta vẫn phải làm sao bắt chước các nước ngoài, các nước phát triển để có thể xây dựng được những cái công trình đó. Chúng ta chưa từng có những cái đại dịch khủng khiếp, ví dụ như định bệnh tả, dịch tả ở châu Âu, đúng không? Và những cái thế kỷ mà dân số châu Âu chắc chỉ có tầm mấy triệu người mà chết đến nửa già. Đất nước chúng ta chưa từng trải qua những cái cơn dịch khủng khiếp như vậy, cũng chưa có sóng thần. Vậy thì chắc để chờ đến khi có sóng thần rồi mình mới đề phòng, hay là chờ đến khi có bệnh dịch rồi mình mới đề phòng, có đúng không? Thì tương tự như vậy, sức khỏe của chúng ta đừng có chờ đến khi hỏng xương rồi, hoặc tổn thất hoặc ung thư rồi thì bắt đầu mới chữa, đúng không? Và bác sĩ là những người gì nhỉ? Họ sử dụng trải nghiệm, kinh nghiệm và chiêm nghiệm của người khác để họ truyền tải thành chuyên môn của họ. Họ lấy chuyên môn đó họ chữa bệnh cho chúng ta, có đúng không? Và rồi chúng ta phải trả cho họ phí đó. Vậy thì chúng ta muốn trả phí, trả sức khỏe, trả thời gian để đổi lấy cái gì ạ? Cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, cái chiêm nghiệm đó không? Nếu như cái điều đó mà các bạn thấy vui, thấy ổn, thấy phù hợp thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì yoga là một lối sống, và trách nhiệm của Kim Toàn là giúp các bạn có cái góc nhìn khác, hơi lạ một chút, để có thể nhìn thấu đáo hơn, rõ ràng hơn, để từ đó có thể lựa chọn những cái công cụ phù hợp nhất để chăm sóc sức khỏe của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Và Kim Toàn rất mong các bạn nhấn nút like, nút thích hoặc chia sẻ để Kim Toàn có cơ hội truyền tải video và kiến thức của mình tới cộng đồng, giúp cộng đồng khỏe mạnh hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video của lần tiếp theo.